khi thứ sáng anh nhìn quanh căn phòng chỉ có mỗi anh mà thôi. Rồi bóng đầu có tiếng con reo lên từng hồi bàng hoàng trước chiếc phone của anh. À thì chăng là chiếc phone em đánh rơi thôi mà, thì thôi anh nghe máy từ xe. Alo, bà xã đi tới đâu rồi? Alo, anh lại sao gọi vô đây tìm bà xã? Tôi tìm Lan, bạn gái của tôi. Sao? Anh nói Lan là bạn gái của anh à? Ừ, đúng rồi. Còn anh là ai? Sao lại giữ máy bà xã tôi? Alo, anh trả lời đi. Alo, alo. Vậy là sao, vậy là sao, vậy là sao? Một máy dành cho anh, một máy cho người ta. Để rồi em yêu hai người sống. Chị Lan đâu rồi? Anh không biết nữa. Anh lên đâu? Anh đâu biết đâu. Em đi đâu đâu có biết sáng giờ. Em thương anh lắm. Nhiều lắm á. Sao em dễ xuống đông quá vậy? Anh đang đi bộ đá rồi. Anh khóc quá trời sáng giờ luôn. Anh khóc á. Khóc quá trời. Thằng khùng. Đâu có khóc thằng Nam bốc đâu. Ký đội giờ. Gì Nam? Bây giờ chuyện như thế này. Nam nhờ Linh và nhóc theo dõi bạn gái của Nam giùm. Có được không? Theo. Ok, mình sẽ giúp bạn. Theo dõi bạn hả? Thăm dạ. Cái coi. 1, 2, 3. Yeah. Bạn cứ yên tâm. Cảm ơn hai người. Cố lên nha. Rồi. Yên tâm. Giúp Nam. Đi vào giúp. Giờ em đã cất bước đi thì anh cũng cầu chúc cho em được bình yên. Cho em được bình yên. Thà là như thế hơn là bên cạnh anh. Để rồi em mãi dối lừa. Tình yêu có những lúc khiến ta thật hạnh phúc, rồi bỗng nhiên lại khiến ta khổ đau. Khiến ta khổ đau. Khi mà anh đi em không còn yêu nữa. Tim đau chân anh không đứng. Một máy dành cho anh, một máy cho người ta. Để rồi em yêu hai người sống. Vì quá yêu em nên anh nào nghĩ đến sau lưng em đã dối lừa anh. Một máy thì nhắn tin, còn một máy thì nghe phone. Để rồi không ai phát hiện ra. Thế gian nhiều đổi thay, tình yêu là thế sao? Hai sim hai máy yêu hai người. Một máy dành cho anh, một máy cho người ta. Để rồi em yêu hai người sống. Vì quá yêu em nên anh nào nghĩ đến sau lưng em đã dối lừa. Một máy thì nhắn tin, một máy thì nghe phone. Để rồi không ai phát hiện ra. Thế gian nhiều đổi thay, tình yêu là thế sao? Hai sim hai máy yêu hai người. Thế gian nhiều đôi thay, tình yêu là thế sao? Hai siêu, hai máy yêu hai người. Cho anh một mây cho người ta. Để rồi em yêu hai người sống. Vì quá yêu em nên anh nào nghĩ đến
sau lưng em đã dối lừa. Một may thì nhắn tin, một may thì nghe buồn, để rồi không ai phát hiện ra. Thế gian nhiều đôi thay, tình yêu là thế sao? Hãy xin hai mấy yêu hai người. Thế gian nhiều đôi thay, tình yêu là thế sao? Hãy xin hai mấy yêu hai người.